Est-ce qu'il y a une différence entre l'axe d'un matin, pero attract one of the sentence in the history manga, talking about the movement concentration. Momentary concentration. Yeah. So in that sentence, it means that after exit from jhana, emerge from jhana. Yeah, the ability that core can be considered at moment three. concentration. Yeah. Yes. But in that sentence, for my thinking, it doesn't mean that there is no other way to develop movement concentration. So, can Sarah give more explanation about that thought? Dandijanaanisamapisidwa. In this way, it is said in Visuddhimagga. So it means that you must enter the, suppose you are going to practice Vipassana. So, in Vietnam. Yes, Vietnam. The thưa thầy sư, bữa trước thì thầy sư có chỉ dẫn một cái giải thích ở trong thanh tịnh đạo nói rằng là khi mà xuất ra khỏi cái tầng thiền á, an chỉ định á, thì cái năng lực định đó được gọi là cận định, à thoát định. Vậy thì con xin hỏi là vậy trong cái thanh tịnh đạo ấy thì cũng không phủ định là đấy là cái cách duy nhất để phát triển được thế sắc là định à, thế thì rất mong là thầy sư có thể cho cái giải thích rõ ràng hơn. You mean that maybe there is another way to develop momentary concentration. So the commentary explained that those who attain momentary concentration are those who could enter the absorption jhana concentration first. À, và chú giải có giải thích rằng đối với những người mà có thể đạt đến sắc na định á thì là những người mà họ có thể đạt đến an chỉ định trước đó. After having attained first jhana absorption concentration, sau khi đã đạt đến được sơ thiền, you need to contemplate impermanence, suffering, non-self, seeing the arising and perishing of first jhana dhamma. À, sau khi đã ra khỏi sơ thiền, bạn cần phải quán các cái đặc tính khổ, vô thường, vô ngã của những cái danh pháp ở trong các cái thiền chi mà sơ thiền bạn vừa ra khỏi. In time of contemplating impermanence, suffering, and non-self, seeing the arising and perishing of first jhana dhamma, there is a concentration. That concentration is called momentary concentration, khandika samadhi. Và cái lúc, cái thời gian mà bạn quán được, bạn thấy được các cái đặc tính khổ, vô thường, vô ngã của các danh pháp, các cái thiền chi của sơ thiền đó, à, như là các cái đặc tính khổ vô thường vô ngã của danh pháp đó, thời gian mà bạn thấy được đó thì chính đó là sắc na định. In the same way, if you would like to contemplate impermanent suffering and non-self, seeing the arising and perishing of second jhana dhamma, in the same way. À, cũng vậy, nếu mà bạn muốn quán các đặc tính khổ vô thường vô ngã của các cái thiền chi, các cái danh pháp của sơ thiền, của nhị thiền, thì bạn cũng cần có cái sát na định này. The concentration that arises, the time of contemplating on the jhana dhamma as the nature, dukkha, anatta, this concentration is momentary concentration. There is no any other word, there is no any other way. Okay? Định nó phát triển khi bạn quán các cái danh pháp khổ vô thường vô ngã của sơ của nhị thiền thì được gọi là sát na thiền,
và không có một cái cách nào khác mà có thể phát triển cái cách ma định này ngoài cái cách này. Quý vị hiểu không được chứ ạ? I think very clear. No need any other complaint. Okay? Tôi nghĩ là nó đã rất rõ rồi, thì không có một cái lời thằng này nào khác. Chúng con xin được đọc câu hỏi. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho chúng con được rõ lý thuyết tả là gì? Cơ chế hay nguyên lý vi diệu nào mà ánh sáng là phát sinh ra khi ta đang thiền nghiệm hơi thở? Và người khác có thể thấy được ánh sáng của lý thuyết tả của một người đang hành thiền hay không? Ta có thể kiểm tra xem một người đang nhập thiền tầng thiền nào hay không, thưa thầy? Vì trong kinh có nói là khi Đức Phật chuẩn bị nhập vô duy nhất bàn, Đức Phật đã nhập xả liên tục các tầng thiền, và ngài Anuruddha Anuruddha đã nhập thiền theo rồi báo cáo cho các thánh tăng khác biết, hay do ngài là bậc đệ nhất thiên nhãn mới có thể có những khả năng đó? Venerable sir, could you please explain what the nibbana is by what mechanism or principle the light arises when we practice anapanasati? So when a person is practicing meditation, another person who is not practicing meditation could see the light or not, could see the light inside him or not? Now, could we check a person is in which absorption dhana or not? And when in the Sutta text, when the Buddha is about to enter Parinibbana, the Buddha has step by step entering the eight jhana, and then the Venerable Anuruddha see it and report to the Sangha. So the questioner, he asked that whether we could know the other before entering the jhana or not, or can we see the other nimitta or not, or only the great arahant or great disciple could see it. Okay. Nibbita, the light of concentration or the light of wisdom, is what the practitioners who could develop concentration see. Even he himself, if he opened completely his eyes, he will not see it. This is not the object of eye. This is the object of wisdom mind. Nimitta, cái ánh sáng của định hay là ánh sáng của trí tuệ, là chỉ có những người mà có thể phát triển định nhìn thấy mà thôi. Nimitta là cái thứ mà những người phát triển định nhìn thấy mà thôi. Và ngay cả cái người đấy, chính anh ấy, với con mắt mở to thì anh ấy cũng không thể thấy được cái nimitta. Và đây không phải là cái đối tượng của con mắt thường, con mắt thịt, mà đây là đối tượng của tâm, của trí tuệ. Just by reasoning, just by imagination, just by reflecting, you can't understand how does the nimitta look like. Chỉ với lý luận, chỉ bằng suy nghĩ hay là tưởng tượng thì quý vị không thể nào biết được cái nimitta này nó trông giống như cái gì, nó trông thế nào. When you develop concentration, at that time you will understand how the nimitta is. Chỉ khi bạn có thể phát triển được định thì lúc đó thì bạn mới có thể hiểu được là cái nimitta là cái gì. Let me be the one who don't explain the whole night, which is not useful for you,
The whole night, if I explain also, you will not understand. Nếu mà tôi giải thích cả đêm nay thì quý vị cũng sẽ không hiểu cái nimitta này là gì. Hãy đừng có để cho tôi là cái người phải giải thích cả đêm. But I will explain about the descendant of the Venerable Aniruddha, the time Buddha was before taking final Nibbana. Nhưng mà tôi sẽ giải thích cái vấn đề khi ngài Aniruddha ngài quán chiếu các cái trạng thái nhập thiền của Đức Phật khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Venerable Aniruddha has such capability. Who can discern the mind of others? Ngài Aniruddha là một bậc có được cái khả năng này, người có thể quan sát được các tâm của người khác. Not that he is looking at the Buddha with open eyes. Không phải là ngài nhìn Đức Phật bằng cặp mắt mở đâu. He also practiced meditation. Lúc đó ngài cũng hành thiền. He entered the supernatural power. Và ngài nhập vào các cái khả năng thần thông. So the supernatural power with which he could know, he could discern the mind of Buddha. Và với cái khả năng thần thông thì ngài có thể biết được cái tâm của Đức Phật. Very fortunate that such great being was present at that time, because of this reason, it can be explained what the Buddha entered now. Thật là may mắn là có một cái bậc như vậy đã xuất hiện vào cái lúc đó, có mặt vào lúc đó. Mà do vậy mà bây giờ chúng ta có thể biết, có thể giải thích được cái trạng thái tâm của Đức Phật khi ngài sắp nhập Niết Bàn như thế nào. Do you know what do, what did other, those who have no such quality, think? Buddha was lying, very silent, quiet. They thought that Buddha had died. Và có những người khác, những người mà không có cái khả năng này, thì có thể lúc đó họ nghĩ, Đức Phật đang nằm đó, Đức Phật nằm rất là lặng yên, nằm bất động, thì có thể Đức Phật đã qua đời rồi. So because of the Venerable Aniruddha, so the records of the Buddha, the time he is going to take final Nibbana, he practiced all the meditation that he had practiced again. And then the Aniruddha descend one step after another, and then he shared it for those who wanted to know. Và nhờ vào Ngài Aniruddha mà ngài đã biết được, đã ghi lại được các cái tiến trình tâm của Đức Phật khi ngài bắt đầu nhập Niết Bàn. Ngài Đức Phật ngài đã thực hành lại tất cả những cái thiền mà ngài đã thực hành trước kia để trước khi ngài nhập Niết Bàn. Và ngài Aniruddha đã biết được, đã thấy được và đã nói lại. Thì do vậy mà chúng ta ngày nay có thể biết được. Did now here there are some practitioners those who could focus on the nimitta. Those whose concentration is very strong. If I go and look the whole day, you will not see any light. But he or she is focusing on the nimitta, but you don't see from outside. Ở đây có những cái hành giả họ đang phát triển định và họ có ánh sáng, họ đang tập trung trên cái nimitta. Nếu mà bạn đến và bạn đứng trước mặt họ, bạn nhìn suốt cả ngày thì bạn cũng không có thấy cái ánh sáng đó. Please don't accuse them, they are tiny lies. Và đừng có buộc tội họ là họ nói láo. They have eye, you have no eye. Họ thì có mắt nhưng mà bạn thì không có mắt. They are not blind, you are blind. Họ thì không có mù, còn bạn thì mù. Okay. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa ngài, trong kinh học giới Tăng Chi Bộ Kinh chương 3, Đức Phật dạy tuệ học là để như thật rõ biết bốn thánh đế. Có phải Niết Bàn hiện thế, tức là Niết Bàn được quan sát bằng tâm thiền minh sát, là chi phần thứ yếu của thiền tuệ nên nhân sắc bị chấp thụ được xem là đối tượng của thiền tuệ hay không? Thiền tuệ có đồng nghĩa với là tuệ học hay không? Venerable Sir.
In Sikha Sutta Anguttara Nikaya Session 3, Sekhiya Sutta Anguttara Nikaya Session 3, the Buddha taught the wisdom training is to know and to see the Four Noble Truths as is, that they really are, because the Lokiya Nibbana, Lokiya Nibbana. It means the Nibbana observed by the insight meditation is not the main part or the main factor of the insight meditation. So the attached Nama Rupa are considered objects of insight meditation or not. It's right. Attached Nama Rupa. Attachment. Nama Rupa with attachment, with Upadana. Question is not very clear. It means because Lokiya Nibbana is not the main factor of the Vipassana Jnana, so that the Nama and Rupa is considered as object of Vipassana. Lokiya Nibbana is not the usage of the Buddha. The question is, as Vipassana insight meditation is the same with the third training. Yes. So here, in the Eightfold Noble Path, there is Samadhi. What is Samadhi? The one who knows, who sees the first noble truth as they really are. The one who knows, who sees the second noble truth as they really are, is the one who has right view, Samadhi. This Samadhi is Lokiya Vipassana. Okay? So before attaining the Lokottara Samadhi, before realizing Nibbana, there is a Lokiya Vipassana, or mundane concentration, which is taking ultimate mentality, materiality, causes and their effects. Okay? This is right view. It is Vipassana Jnana. Nghe nói cái từ mà Niết Bàn thì thế này, nó không, Đức Phật không dùng cái từ này. Và trong cái tứ thánh đế đó thì, trong Bát Chánh Đạo á, thì Chánh Tri Kiến, đây là cái tri kiến mà thấy được bốn thánh đế như nó là. Và trước khi mà một người có thể đạt đến được các cái định siêu thế đó, thì người đó phải hành thiền Vipassana, tức là thiền hiệp thế đó. Và cái Vipassana hiệp thế này là nó lấy các cái đối tượng danh và sắc tối hậu rồi hiệp thế. Ai có từ đó sentences. When the person before he attained Lokuttara Samadhi, he must practice the Lokiya Vipassana. So the object of Lokiya Vipassana is ultimate mentality, materiality, causes and their effects. This is attaining the right view. Right view is implied knowledge. Và cái đối tượng của thiền Vipassana thì thế, đó chính là danh và sắc tối hậu. Danh tối hậu và sắc tối hậu. Và các nhân và quả của chúng. Đây là để cái việc mục đích của việc thành thiền này là để đạt đến cái chân tri tánh tri kiến này. Nibbana is Lokottara. Nibbana is not Lokiya. Nibbana là siêu thế. Nibbana không phải là hiệp thế. Lokiya Nibbana is the words used by one of the Brahmin who approached a Buddha. He told, he expressed, he has, he owned Lokiya Nibbana.
Và cái từ Lokiya Nibbana, Niết Bàn hiện thế này là được sử dụng bởi một cái Bà La Môn. Và khi cái Bà La Môn này đến gặp Đức Phật thì ông ta nói là ông có cái Niết Bàn hiện thế, ông có Niết Bàn ở đang hiện diện với ông. I have all the worldly sensuality, whatever I want, I can enjoy. I have Lokiya Nibbana. Tôi có tất cả những cái hữu dục và bất cứ khi nào tôi muốn thì tôi đều hưởng thụ được nó. Do vậy mà tôi có Niết Bàn. Nibbana is Lokuttara Supramundi. Thật ra Niết Bàn là siêu thế, là xuất thế gian. Ok. Maybe I remember wrongly. I read some book. Maybe I read a book when from Paul Sayada. Paul Sayada said about the word Nibbana more than and the it's when we discuss the last life, it means in the future life. At that time, we already set the example on the other hand, and after Parinibbana, we discern the Avijja Nirodha, Sankara Nirodho, and this word means Nibbana mundane. Because it's not true Nibbana, because Nibbana must know by truth, path and truth and knowledge. But because we just know the last line, the Pali Nibbana of Anaran, so we know the Nibbana, that's the Nibbana Mundan. Is that correct? No. Maybe you remember wrongly, I think. So, only like this, when yogi is going to discern his or her future, the purpose of discerning the future is to see the cessation of avijja, cessation of tanha, cessation of upadana. They may be able to see the cessation of avijja, tanha, upadana, but they haven't attained in this life. They haven't attained path and fruition knowledge of arahant path and fruition knowledge. That's why they could not understand what is arahant path and fruition. But they must understand the cessation of avijja, tanha, upadana. When the avijja, tanha, upadana ceases, nama rupa ceases. This is the main reason. This is the explanation. They could not understand about the arahant path and fruition knowledge. Có sư Epika sư hỏi rằng có thể là không biết sư có nhớ nhầm hay không, nhưng mà trong một cuốn sách của ngài Paul Sayada thì ngài đang cho có dùng một cái từ mình đi Niết Bàn, có nghĩa là Niết Bàn hiện thế. Thì ý của sư là khi một mùa hành giả mà hành quán phía sau á, quán tương lai á, để thấy được cái sự việc á, thì lúc đó thì họ sẽ thấy một cái kiếp cuối cùng của họ, ví dụ như 4 đến 5 năm kiếp nữa là họ không còn kiếp nào khác. Thì lúc đó họ chưa thật sự thấy Niết Bàn, nhưng mà và thấy là cái kiếp cuối cùng, thì cái đó được gọi là Niết Bàn hiện thế. Thì thiền sư trả lời là có lẽ là sư Ishita đã hiểu sai. Vì khi mà một người thiền sinh quán cái kiếp sau, cái mục đích của việc quán kiếp sau là để thấy cái sự diệt của vô minh, ái, thủ. Nhưng cái lúc mà họ, và khi họ thấy là có một lúc nào đó cái vô minh nó diệt, rồi ái nó cũng diệt, thủ cũng diệt vân vân, và danh sắc cũng diệt, và họ không tự thân, danh sắc không còn tiếp tục nữa. Nhưng lúc đó họ chưa thực sự chứng đắc A-la-hán, do vậy mà họ không biết được cái đạo hoặc quả A-la-hán là gì, cũng như không biết Niết Bàn là gì, và họ chỉ biết được cái sự diệt mà thôi, sự diệt của danh sắc mà thôi. So one thing what he
meant is this. They are upadisesa nibbana. Upadisesa nibbana. So the time the Buddha became fully enlightened under the Bodhi tree before dawn on the full moon day. So at that time he attained upadisesa nibbana with the cessation of all the defilements, but still having body. Nó một điều mà có lẽ là làm có một điều mà cái từ mà nhắc tới đây có lẽ là cái vô dư niết bàn thì đúng hơn, upanusesa nibbana, đó là khi mà Đức Phật đó, trước khi ngài thành đạo đó ở dưới cội bồ đề và trước cái sanh cuối cùng mà ngài đắc niết bàn á, thì lúc nước niết bàn đó gọi là niết bàn hậu dư ly. Hữu dư ly niết bàn, tức là ngài vẫn còn cái thân nữa, tức là ngài chưa có thật sự là nhập vào niết bàn vô dư ly, và chỉ còn cái thân thì được gọi là hữu dư ly niết bàn. It is attainment of nibbana by ceasing the defilements. This is upadisesa nibbana. But when the Buddha take final nibbana at that time, so there is no more causes, that's why there is no more results. It is complete cessation. It is upadisesa. There will be no new existences. It means there is no arising of nama and rupa in the future because of cessation of the defilements. Như vậy thì cái thời điểm mà ngài chứng đắc khỏi vị Phật đó, thì tất cả các cái phiền não nó diệt tận, không còn gốc rễ, thì lúc đó thì gọi là hữu dư ly niết bàn, vì ngài vẫn còn cái thân ngũ uẩn, nhưng mà đến khi ngài nhập vào vô dư ly niết bàn thì không còn một cái danh và sắc nào có thể khởi lên, hay một cái nguyên nhân nào có thể tạo ra một cái kiếp tái sanh trong tương lai nữa hết. Do vậy mà gọi là vô dư ly niết bàn. So the words I should correct, sa upadisesa nibbana and anupadisesa nibbana. Sa upadisesa nibbana. And upadisesa. Second word is as usual. Như vậy là có hai cái từ Pali, vô dư ly nibbana và hữu dư ly nibbana. The last question. Câu hỏi cuối cùng. Thì bạch thầy, có khi nào khi chưa có an trị định, chưa vào tầng thiền, một người có thể thấy được sự chuyển diệt của một cả thọ bằng sát na định hay không? When I was there. Would it be possible for a person who has not yet attained absorption of sahana, realize the accession and arising and cessation of appealing by momentary concentration? The questioner didn't get what I have explained about momentary concentration. Momentary concentration is only for those who could contemplate the jhana dharma as impermanent suffering non-self. Only at that time the concentration that arose at that time is called momentary concentration. Without having developed concentration, you can't. Okay? À, tôi nghĩ rằng cái người hỏi câu hỏi này chưa có rõ cái câu trả lời của tôi phía trước. Chỉ đối với những người mà có thể sau khi đã nhập vào các cái tầng thiền và ra khỏi các tầng thiền mà quán cái sự khổ của thường vô ngã của các thiền tri, các cái danh pháp là xuất hiện trong các tầng thiền đó, thì cái thời điểm mà cái người đó quán các cái đặc tính này thì mới được gọi là sát na định. But for those who have no absorption concentration, for those who practice insight meditation directly as a pure insight practitioner, it is what I am going to explain. With what concentration, the practice vipassana, this is what you all need to understand too. Nhưng
Còn đối với những người mà không có an chỉ định và họ đi thẳng vào thiền quán, tức là những thùng quán chỉ thừa hành giả đó, thì họ phải cần những cái định gì để đi thẳng vào thiền quán, thì cái điều này tôi sẽ giải thích cho quý vị sau. Quý vị cần phải hiểu, nhưng mà tôi sẽ giải thích trong buổi sau. May you all be able to engage practicing meditation in this very life. Còn chúc cho quý vị là những người có thể gắn bó với việc hành thiền trong cuộc đời này. May you all be able to know and see the deathless nirvana in this very life. Còn chúc cho quý vị là những người có thể thấy được niết bàn bất tử ngay trong đời này. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu, idam me punyam, idam me punyam, nibbanassa, nibbanassa, paccayo, paccayo, hotu, hotu. Mama punya bagam, mama punya bagam, sabba sattanam, sabba sattanam, bhajemi, bhajemi,